Dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên được khởi công từ năm 2012. Đây là tuyến tàu điện đầu tiên được xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình thi công các ga ngầm cho tuyến Metro số 1, một số công trình dân sinh quen thuộc với người dân Sài Gòn buộc phải di dời, phá bỏ cũng như chặt hạ, bứng đi nhiều cây xanh. Công viên Lam Sơn, bùng binh cây liễu hay hàng cây cổ thụ trên đường Lê Lợi từ lâu vốn đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên khi những hình ảnh này mất đi, khó tránh khỏi được những phản ứng của người dân. Đó mấy công viên đó cũng đẹp mà giờ đập đi rồi chú không biết sau này thì nó là sao. Nhưng mà hiện tại đập đi rồi thì cũng thấy buồn. Nhưng mà nếu mà công trình an sinh xã hội thì làm tốt thôi, biết đâu sau này nó đẹp hơn. Thật ra thì mình thấy cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi. Nhưng là trước thì những cái cây xanh nó còn như cũ thì cái thành phố nó không xanh sạch. Thì cái đó thì mới vừa bỏ đi thì ai cũng tiếc. Nhưng mà để mà có một xã hội hiện đại, văn minh rồi phục vụ cho cái nhu cầu của con người chúng ta thì cái việc phá đi thì đôi khi cũng cần phải nghĩ tới. Thì có thể cái điều đó mình có thể chấp nhận được. Không chỉ những hàng cây cổ thụ bị chặt gốc để phục vụ cho công tác thi công ga tàu điện ngầm, tượng đài danh tướng Trần Nguyên Hãn cũng sẽ được di dời. Vì đấy là biểu tượng của chợ Bến Thành, mình muốn nó vẫn ở đấy. Chị nghĩ rằng là cái việc nếu để được nó thì nó sẽ thể hiện được cái tôi của Sài Gòn hơn. Tuy nhiên thì có thể là vì những lý do mà theo như cái chính sách của nhà nước ấy, mà mình cần phải di dời thì chị nghĩ là thay vào đấy thì ở đây sẽ có một cái gì đó có thể là mang lại những cái lợi ích lớn hơn. Thấy thì nó ở đây thì cũng lâu, nó gắn kết với chợ Bến Thành đó. Nhưng mà bây giờ dự án của mình nó xây cái tuyến đầu điện ngầm vậy đó thì mình phải hy sinh đi để có cái đường đó cho bà con mình đi cho nó giống như nước ngoài có cái đường đi là cho nó hiện đại tí. Khi biết tin tượng đài sắp di dời, nhiều người dân thành phố và du khách đã tới đây chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng với tượng đài. Điện thoại, máy tính bảng, máy ảnh du lịch, máy ảnh chuyên nghiệp, tất cả các thiết bị đều được tận dụng để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Và hồi đó tới giờ thì em đi chụp hình nhưng mà chưa chụp ở đây bao giờ, cho nên là tranh thủ vào khoảng thời gian này thì em chụp để ghi lại những cái khoảnh khắc và kỷ niệm cũng như là cái cảnh đẹp nhất ở Sài Gòn. Một người chạy xe ôm lâu năm ở chợ Bến Thành chia sẻ. Cái cuộc sống cái gì cũng vậy, nó đang mình sống với những cái diễn biến cũ, tự nhiên có một cái sự thay đổi mới. Một cái sự thay đổi mới này không biết cái giá trị nó như thế nào, thì dĩ nhiên là mình cũng thấy nó hơi khác. Ngay trước khu vực nhà hát thành phố, mặc dù các công trình dân sinh ở đây đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là các hàng rào lô cốt. Thế nhưng có không ít người tới đây để quay phim chụp hình lại. Tôi ở đây từ cái hồi mà cái Nguyễn Huệ nó còn là cái chợ kêu là chợ cũ ấy. Hồi xưa còn xe ngựa xe chứ nó đi đây, ta buồn thợ gắn bánh bưng ta đi đây, chợ ngoài đây ra đường Nguyễn Huệ đó. Hồi xưa nó là cái chỗ còn che lều cho vải. Mình thấy hơi tiếc nuối tại vì cái hàng cây liễu cũng như cái bùng binh liễu nó rất là đẹp, nó cũng theo ba mẹ mình nói những cái hàng cây cổ thụ này là một thời nó đã chứng minh, nó đã là minh chứng cũng như là nó đã là nhân chứng cho những cái sự thay đổi của Sài Gòn chúng ta. Thì theo mình nghĩ là cái việc xóa bỏ đó nó cũng khá là tiếc nuối. Khi phải di dời phá bỏ những cái cũ để xây dựng công trình mới, ắt hẳn mỗi người dân đều có những nuối tiếc riêng. Tuy nhiên, đa số đều háo hức mong chờ tuyến metro đi vào hoạt động. Mình hy vọng là sau khi cái metro này xây xong thì cái lưu lượng xe máy cũng như là xe ô tô của thành phố chúng ta sẽ giảm, để những cái ùn tắc nó cũng giảm đi, và đồng thời thì người dân thành phố chúng ta sẽ có được một cái gọi là phương tiện di chuyển công cộng mới, nó có thể là thuận tiện hơn, cũng có thể là tốt đẹp hơn. Hai nữa là nó sẽ làm cho thành phố mình, nếu mà nó mất đi cái sự xanh sạch đó thì nó cũng sẽ bù lại cho mình cái cũng là một sự sạch sẽ và hiện đại, và nhìn nó thành phố nó sẽ tầm mắt hơn, đẹp hơn. Tôi thì hy vọng là sớm hoàn thành đó, mình được đi thử là một mà. Cái thế hệ con cái mình thì nó cũng được đi, nó cũng vui nữa. Thì cái thành phố mà được một cái công trình quy mô như vậy đó là một cái điều mà đáng quý. Dự án Metro khi hoàn thành sẽ đem lại bộ mặt mới cho thành phố, đóng vai trò như một mạch máu giao thông quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông và thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Ngọc biết không, khi mà đọc trên báo chí thấy được một cái thông tin là thành phố của chúng ta sắp sửa xây dựng cái tuyến metro Bến Thành Suối Tiên thì Thảo cảm thấy vô cùng là vui mừng, còn Ngọc thì thấy thế nào? Đó là tâm lý chung của tất cả mọi người, ai cũng tò mò, ai cũng háo hức. Có lẽ là nhiều người dân cũng có tâm lý giống như Ngọc vậy, tuy nhiên xen lẫn ngôi đó là một chút tiếc nuối. Và không ít người lựa chọn việc chụp lại những bức ảnh tại các địa điểm giải tỏa để lưu giữ những ký ức về những hình ảnh quen thuộc. Không phải nói là đã từng quen thuộc với những người dân quanh đây. Nhưng mà Ngọc ơi, một chút tiếc nuối của ngày hôm nay để trong tương lai thì chúng ta có thể cùng nhau chung tay để xây dựng và chăm sóc những hàng cây mới lại. Đúng rồi. Để có thêm những màu xanh mới cho thành phố, đúng không Ngọc? Cái chuyện thay đổi cái cảnh quan đô thị là một tin vui. Là một tin vui và Ngọc hy vọng rằng sắp tới đây sẽ còn nhiều tin vui hơn nữa. Còn bây giờ là chủ đề tiếp theo của chương trình ngày hôm nay.